không chung cái kia dáng áo trắng một mực là diệp linh khê trong lòng khó có thể vượt qua cao phong mà bây giờ yến khinh vũ lại cũng dấy lên đồng dạng đấu trí cái này khiến nàng ban đầu vốn cũng không nhẹ nhõm nội tâm càng thêm trầm trọng mà áp lực này vẫn chưa để cho nàng tâm thấy sợ hãi hoàn toàn ngược lại nó giống như một nồi nóng hổi dầu nóng tưới lên nàng nguyên bản liền ngọn lửa nóng bỏng bên trong hỏa diễm chẳng những không có bị bất thình lình trọng áp chỗ dập tắt ngược lại giống như là bị rót vào một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bay lên biến đến càng thêm hung mãnh, càng thêm tràn đầy. Diệp Linh Khê âm thầm nắm chặt song quyền, trong mắt lộ ra kiên định cùng đấu trí. Nàng trong ngực Hồ Tiểu Thiên, tự nhiên cảm nhận được Diệp Linh Khê thời khắc này cảm xúc. Hồ Tiểu Thiên nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện ra hai bóng người, theo thứ tự là Lâm Phàm cùng Kiếm Tâm. Hai cái này ra hỏa vì đuổi kịp chủ nhân tốc độ, cũng đang liều mạng tu luyện à. Hồ Tiểu Thiên có chút khóc không ra nước mắt nói, cái này một cái hai cái, đều như thế cuốn sao ta có phải hay không cũng không thể lười biếng rồi không phải vậy lấy bọn hắn thiên phú tu luyện về sau không được vung ta mấy đường phố à đến lúc đó chủ nhân không được để cho ta xéo đi à diệp linh khê cúi đầu nhìn lấy hồ tiểu thiên trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười cho nên ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện nha hồ tiểu thiên khổ cái mặt không nói gì hắn vốn cho là chính mình chỉ cần đi theo tô trần bên người liền có thể thư giãn thích ý không cần cố gắng tu luyện dù sao hữu tô bụi dạng này chủ nhân hắn còn tu luyện cái giám ả. À. Thế mà, lý tưởng luôn luôn tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc, khi nhìn thấy Lâm Phàm cùng Kiếm Tâm còn có Diệp Linh Khê cùng Yến Khinh Vũ, vì đuổi kịp Tô Trần bóng lưng, Liều Lĩnh liều mạng cố gắng tu luyện. Cái này để trong lòng hắn bình tĩnh mặt hồ dường như bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một loại phức tạp cảm xúc ở trong lòng Lặng Yên lan tràn ra có xấu hổ, xấu hổ chính mình đã từng lười biếng cùng lười biếng có bối rối, bối rối mình cùng giữa bọn hắn dần dần kéo dài khoảng cách hắn hô hấp biến đến gấp rút, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, phảng phất tại vì hắn gõ vang cảnh báo. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình đã từng ý nghĩ là cỡ nào ấu trĩ buồn cười. Ở cái này ăn tươi nuốt sống, tàn khốc trong thế giới, như muốn cùng hắn người sóng vai mà đi, chỉ có nỗ lực cố gắng, liều mạng tu luyện. Giờ phút này, ánh mắt của hắn dần dần biến đến kiên định, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt, dấy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đó là đối tu luyện khát vọng hắn không muốn cùng lâm phàm bọn hắn kéo dài khoảng cách càng không muốn về sau liền bóng lưng của bọn hắn đều nhì không thấy hồ tiểu thiên hít sâu một hơi âm thầm thể từ nay về sau hắn cũng muốn giống như bọn họ vì có thể cùng tô trần cộng đồng tiến lên đem hết toàn lực tu luyện tô trần dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn hai nữ một cáo khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười mỉm cười bên trong mang theo vui mừng mà trong tay phượng viêm vẫn tại liều mạng dãy ruộng hắn hiện tại có thể nói là hoảng sợ đến đỉnh điểm. Đối tử vong sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình cách tử vong tựa hồ càng ngày càng gần. Nếu là không kịp ngăn cản nữa Tô Trần, thật sẽ chết. Nhưng vô luận hắn dãy ruộng như thế nào, đều không thể tránh thoát Tô Trần tay phải, liên liên lực lượng trong cơ thể, đều không thể vận dụng, dường như bị phong ấn giống như. Khí tức tử vong càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia băng lãnh xúc cảm đã chạm đến da thịt của hắn, làm đến máu của hắn đều muốn ngưng kết răng rắc theo tô trần dần dần dùng lực xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên phượng viêm đồng tử co vào sắc mặt bởi vì thiếu oxy mà biến đến tím xanh hai mắt lồi ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn tuyệt vọng vô cùng tuyệt vọng cái kia thật sâu tuyệt vọng tựa như là vô tận hắc ám đem hắn triệt để thôn phệ khiến cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu tại cái này trong tuyệt vọng thời gian dường như đều đình chỉ lưu động chỉ còn lại có viên kia bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng lấp đầy tâm giữa sân tất cả hỏa phượng tộc cùng long tộc cường giả tựa như là bị làm định thân chú giống như ngơ ngác nhìn tình cảnh này trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ thở mạnh cũng không dám vị này nam tử áo trắng quá kinh khủng thật quá kinh khủng tiên đế đỉnh phong trong tay hắn liền như là một cái nhỏ yếu con gà con vậy thì mẹ hắn không hợp thói thường à trong thành có người mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem cái kia giáng áo trắng mở miệng nói tiền bối thật rất tốt khủng bố Người còn lại nói, về sau tiền bối liền là thần tượng của ta. Một người dáng dấp đáng yêu hài tử rụt rè nói, cũng là ta. Mọi người thấy mắt đứa bé kia, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười. Giờ khác này, trong thành vô luận là ai, liền xem như tiểu hài tử, đều đối cái kia dáng áo trắng, vô cùng sùng bái cùng tôn kính. Mà giờ khác này Diệp Chính cũng sớm đã sợ tè ra quần. Hắn hai chân run rẩy không chỉ, trên mặt nhì không ra một điểm huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy, giữa hai chân, chất lỏng màu vàng không ngừng nhỏ xuống, truyền đến một trận khó người tao vị. Sau cùng, hắn hai mắt tối đen, miệng xùi bọt mép, vậy mà trực tiếp ngất đi. Bị dạ ngất. Tiêu tĩnh có thể một mực quan sát đến Diệp Chính, bởi vì hắn sợ ra hỏa này chạy trốn khi nhìn thấy Diệp Chính thời khắc này bộ dáng. Hắn nhịn không được lắc đầu, thật không biết vì sao loại này nhát như chuột ngu xuẩn, có thể cùng ở bên cạnh ta mấy ngàn năm. Cùng lúc đó, Phượng Viêm dùng tận chính mình sau cùng một chút sức lực, nhìn lấy tô trần cái kia trương lạnh lùng mà bình tĩnh mặt khó nhọc nói tha tha tô trần vẫn chưa cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội tay phải đột nhiên phát lực phượng viêm cổ tại cái kia cỗ lực lượng khổng lồ dưới trong nháy mắt biến đến vặn vẹo biến hình Quốc cách vỡ vụn thanh âm làm cho người dùng mình ngay sau đó một cỗ máu tươi như suối phun giống như tự cổ của hắn chỗ phun ra ngoài bắn tung tóe đến thương khung vẽ ra trên không trung một đạo nhìn thấy mà giật mình máu cung toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị như ngừng lại trong chớp nhoáng này chỉ có sinh linh điên cuồng loạn động tiếng tim đập đang vang vọng áo trắng trên thân tản ra đi ra uy áp mạnh mẽ như là vô hình lồng giam đem toàn bộ sinh linh chăm chú trói buộc ở trong sợ hãi làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở cái này máu tanh tràng cảnh như là một cơn ác mộng thật sâu lạc ấn tại hỏa phượng tộc cùng long tộc cường giả trong đầu giờ khắc này thân hồn của bọn hắn đều đang run rẩy thân thể không bị khống chế run rẩy toàn bộ thiên địa đều đắm chìm trong trong sự sợ hãi. tô trần nhìn trong tay đã triệt để không có khí tức phượng viêm, trong mắt lộ ra bình tĩnh cùng chỗ sâu băng lãnh. hắn vừa mới không chỉ có đem phượng viêm nhục thân giết chết, càng đem thần hồn cũng cùng nhau mạt diệt. bởi vậy, phượng viêm là thật hoàn toàn chết đi. đường đường một vị tiên đế đỉnh phong, cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới vẫn lạc. quả nhiên là cảm thấy thật không thể tin. tô trần hững hờ lắc lác máu trên tay dịch cái kia mấy giọt lưu lại tinh hồng dịch thể trên không trung sạch qua như là từng viên rơi xuống lưu tinh mang theo một loại tàn nhẫn mà quyết tuyệt mỹ cảm tô trần động tác nhìn như tùy ý lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời uy hiếp lực dường như vừa mới bóp chết một vị tiên đế đỉnh phong cường giả đối với hắn mà nói chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ tô trần chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt như là hai thanh tuyệt thế lợi kiếm thẳng tắp bắn về phía hỏa phượng tộc cùng long tộc cường giả trong ánh mắt kia không có có tình cảm chút nào ba động băng lãnh đến như là cực địa hàn băng, để bọn hắn cảm thấy không rét mà run. Tất cả hỏa phượng tộc cùng long tộc cường giả, tại tia mắt kia nhìn soi mói, không tự chủ được cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều quét sạch toàn thân. Mặc dù bọn hắn là thần thú, ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bì nổi, nhưng ở tô trần trước mặt, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ làm càn. Mà tô trần, vẹn vẹn chỉ là mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, sau cùng nhìn về phía xa xa Phượng Thương Ngô. Phượng Thương Ngô cùng bên cạnh hắn năm vị tiên đế, nhất thời cảm giác một cổ hàn ý tự lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Dường như mỗi một cây lông tơ đều biến thành bén nhọn cương châm, nhói nhói lấy ra thịt của bọn hắn, hai chân càng là nhịn không được lùi về sau lui một bước. Tô Trần bình tĩnh nhìn chăm chú lên Phượng Thương Ngô, ánh mắt bên trong không có nhấc lên một tia gợn sóng, phảng phất tại nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến, hắn lạnh nhạt nói: ngươi không phải muốn vì ngươi nhi tử báo thù sao? Tới đi. Giọng nói kia dường như không phải tại đối mặt một trận sinh tử chi chiến, càng giống là tại mời đối phương tiến hành một trận dâu ria trò chơi. Tô Trần dáng người thẳng tắp, tóc bạc phiêu động, hai tay chắp sau lưng, toàn thân tản ra một loại làm cho người hít thở không thông khí tức. Phượng Thương Ngô tại Tô Trần nhìn soi mói, bờ môi run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh theo sống lưng chậm rãi chảy xuống. Muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu dường như bị ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Sau cùng, hắn cưỡng ép ổn định sợ hãi của nội tâm, trên mặt cố gắng gạt ra một vệt cứng nhắc trí cực mỉm cười, nụ cười kia phảng phất là bị cưỡng ép lôi kéo đi ra vặn vẹo lại khó coi. Hắn âm thanh run rẩy nói ra, đại, đại nhân, ngài nói đùa, coi như cho ta lá gan lớn như trời, ta cũng không dám tìm ngài báo thù à. Tô Trần mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Phượng Thương Ngô, khẽ mở bờ môi, chậm rãi nói, ồ, thật sao? thanh âm âm u mà giàu có từ tính, lại lại dẫn một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy áp. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một đường cong hoàn mỹ, mỉm cười nhìn như ôn hòa, lại giống như đêm lạnh bên trong lãnh nguyệt, tản ra từng tia từng tia ý lạnh. Phượng Thương Ngô toàn thân không khỏi run lên, một cỗ ngạt thở cảm giác cùng khí tức tử vong chạm mặt tới. Hắn từ trong hàm răng khó khăn gạt ra mấy chữ, đà, đà à. Đang khi nói chuyện, hắn vô ý thức nuốt nước bọt, hầu kết trên dưới lăn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Tô Trần thu hồi trên mặt mỉm cười, bước về phía trước một bước, nhìn như tùy ý một bước, lại dường như mang theo lực lượng vô tận, toàn bộ thiên địa đều tại run nhẹ nhẹ. Một cỗ cường đại uy áp từ hắn trên người phát ra như sôi trào mãnh liệt dòng nước lũ giống như hướng Phượng Thương Ngô quét sạch mà đi. Phượng Thương Ngô nhất thời cảm giác mình dường như bị ức vạn tinh thần đè ở trên người, đột nhiên quỳ tại mặt đất. Phượng Thương Ngô sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, thân thể ngăn không được run rẩy, muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện mình đã bị hoảng sợ chăm chú bóp chặt yết hầu, căn bản không phát ra được tiếng. Tuyệt vọng tràn ngập tại hắn toàn bộ trong lòng. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Tô Trần bước chân dừng lại, khẽ lắc đầu, tiếng nói nhạt, không thú vị. Vù vù, vừa dứt lời, một đạo kiếm quang tự giữa sân lóe qua, kiếm quang nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Phốc phẩy, kiếm quang trong nháy mắt quán xuyên phượng thương ngô giữa lông mày, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liên triệt để không có khí tức. Tất cả hỏa phượng tộc cường giả cùng long tộc cường giả, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem tình cảnh này, ánh mắt cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra vô tận hoảng sợ đã đem nội tâm của bọn hắn lấp đầy. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh chỉ cảm giác mình như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Cái kia năm vị hỏa phượng tộc tiên đế, tại mắt thấy cái này thảm liệt một màn về sau, thể xác tinh thần đều rung động. Sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, dường như bị rút khô đi huyết dịch đồng dạng trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ là đối tử vong cực độ hoảng sợ lăng hư hai con mắt trợn lên bất khả tư nghị nói trong nháy mắt trong nháy mắt miểu sát một vị tiên đế hậu kỳ cường giả tốt như bức trung niên nam tử nhịn không được nói đơn giản quá mạnh toàn bộ tiên giới còn có ai là tiền bối đối thủ thiên đạo ta cảm giác thiên đạo cũng không quá không thể nào là tiền bối đối thủ lăng hư nói đem cảm giác bỏ đi Thiên đạo làm sao có thể là tiền bối đối thủ? Thiên đạo, nàng đều không còn gì để nói, vì cái gì những nhân loại này luôn luôn đem nàng lấy ra làm sự so sánh? Nhưng cái này cũng không có cách, ai làm cho cả tiên giới chỉ nàng mạnh nhất đâu. Tô Trần lúc này nhìn về phía cái kia năm vị Hỏa Phượng tộc tiên đế, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Năm vị Hỏa Phượng tộc tiên đế gặp Tô Trần xem ra đồng tử bỗng nhiên co vào, cái kia cỗ cảm giác sợ hãi biến đến càng thêm mãnh liệt. Trốn Trốn. Có vị Hỏa Phượng tộc tiên đế thực sự không nhịn nổi, trực tiếp hóa vì bản thể, thiêu đốt thần hồn cùng nhục thân, quay người bỏ chạy. Bốn vị khác Hỏa Phượng tộc tiên đế thấy thế, cũng không do dự nữa, cùng vị kia dẫn đầu chạy trốn tiên đế một dạng, thiêu đốt thần hồn cùng nhục thân, hóa thành hỏa quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà lần này, Tô Trần vẫn chưa giống trước đó như vậy trơ mắt nhìn lấy cái kia năm vị Hỏa Phượng tộc tiên đế thoát đi, chỉ thấy hắn chậm rãi phun ra một chữ, chết. Cái này một chữ ẩn chứa vô thượng thần lực giống như tử thần tuyên án trong không khí quanh quẩn nguyên bản liều mạng chạy trốn năm vị hỏa phượng tộc tiên đế chẳng biết tại sao đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ không nhúc nhích trong mắt bọn họ lộ ra vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng ngay sau đó thân thể của bọn hắn không có dấu hiệu nào bắt đầu bành trướng phảng phất có được một cỗ không cách nào khống chế lực lượng tại điên cuồng phun trào sau một khắc tại toàn bộ sinh linh nhìn soi mói năm vị hỏa phượng tộc tiên đế thân thể đồng thời nổ tung lên xương máu tràn ngập thịt nát bay tứ tung. Cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh phá hủy. Cái kia thảm liệt tràng cảnh, lệnh giữa sân toàn bộ sinh linh hít sâu một hơi. Từ đó, hỏa phượng tộc tất cả tiên đế cường giả toàn bộ ngã xuống. Một chữ, chấn sát năm vị tiên đế cường giả. Ngọa tào à. Tốt mẹ hắn mạnh à. Tiên đế tại tô trần trước mặt, quả nhiên là cùng sâu kiến một dạng, đơn giản yếu đến phát nổ. Toàn bộ sinh linh nhìn lấy tô trần, Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Tô Trần Cường Đại quả nhiên là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Quá mạnh. Mạnh đến căn bản không giống như là sinh linh có khả năng có lực lượng. Hỏa Phượng tộc cường giả cùng Long tộc cường giả dường như bị đóng băng đồng dạng, cứng ngắc đến không cách nào động đậy mảy may, chỉ là thân thể lại không tự giác run rẩy lên, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Song đây là bọn hắn giờ phút này nội tâm ý nghĩ, bởi vì bọn hắn biết Tô Trần khả năng căn bản sẽ không buông tha bọn hắn mà tô trần cũng không để ý tới bọn hắn mà chính là cúi đầu nhìn về phía vẫn như cũ quỳ ngao vệ ngao vệ cùng tô trần ánh mắt tụ hợp vẻn vẹn trong nháy mắt hắn liền dường như thấy được vô tận núi thây cùng huyết hải đó là vô số sinh linh tan biến sau thảm liệt hình ảnh